Mời các bạn cùng Minh Nhật nghe chuyện Ngoại thất của ta là Hoàng đế Tác giả Hắc Đồng Edit Hoa Bỉ Ngạn Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án Sau khi ánh trăng sáng của phu quân hồi kinh Ta đã lén nuôi một ngoại thất ở phố Nam Ngoại thất là một cử nhân nghèo lên kinh ứng thí Dung mạo có bảy phần giống với người trong lòng ta Nuôi được nửa năm Ta chán rồi Bèn tìm cớ biến mất không dấu vết Ai ngờ nửa năm sau Tân đế đăng cơ, ta và phu quân đi bài kiến. Vừa ngẩng đầu lên, ta đã thấy ngoại thất của ta ngồi trên long ỷ mặc long bảo màu vàng tươi, ánh mắt u ám. Thật là khéo, dung mạo của hầu phu nhân lại giống hệt thê tử của chấm. Ta thấy bụng mình khẽ động. Nơi đó, đã mang thai được nửa năm. Hết văn án. Phu quân xây khướt trở về phủ, ngủ lại ở phòng ta. Một tháng sau, lang trung chẩn đoán ta đã có thai. Ngày biết ta mang thai, phu quân cả đêm không chợp mắt. Hắn nắm chặt túi thơm do biểu tỷ tặng, ngồi dưới mái hiên thổi gió cả đêm. Sáng ngày hôm sau, hắn ngồi bên đầu giường ta. Nhìn thấy bụng ta vẫn chưa nhô lên, không hiểu sao hắn lại đỏ hoe mắt. Buồn thì buồn nhưng phu quân vẫn nắm lấy tay ta. Uyển uyển, giọng hắn kiên quyết, chuyện trước kia đều là lỗi của ta. Giờ đã có hài tử, ta nhất định sẽ hối cải, cùng nàng sinh sống thật tốt. Ta cảm động rơi nước mắt nhưng trong lòng lại thấy lời phu quân thật buồn cười. Rõ ràng là phủ hầu to lớn này, có hắn hay không cũng đều như thế. Từ nhỏ, mẫu thân đã dạy ta rằng, thế gia đại tộc kết hôn, cưới chính là danh lợi địa vị, tôn quý thể diện. Tình yêu là thứ không quan trọng nhất. Nhưng biểu tỷ thì khác. Biểu tỷ chỉ cần tình yêu. Biểu tỷ là nữ tử trói sáng nhất kinh thành. Dung mạo của nàng diễm lệ, văn thải nổi bật, tài nghệ song toàn. Toàn bộ công tử thế gia, hoàng thân quốc thích thanh lưu trong kinh thành này đều say đắm nàng không thôi. Trong số đó, có cả phu quân ta, thế tử phủ hầu vĩnh xương. Dù biểu tỷ không thèm liếc hắn lấy một cái, hắn vẫn luôn thủ thân như ngọc vì biểu tỷ. Trước khi thành thân với ta, hắn đã làm cho hầu phủ náo loạn cả lên. Sau khi thành thân với ta, hắn chưa từng bước chân vào phòng ta. Sau hơn một năm thành thân, hầu gia vĩnh xương phủ qua đời, phu quân ta thừa kế tước vị. Nhưng đợi đến khi biểu tỷ hồi kinh, hắn lập tức quên bẵng hầu phủ, ngay ngay bám theo biểu tỷ, lấy lòng biểu tỷ. Hầu phủ to lớn, khách hứa ra vào, sổ sách mua sắm, đều chỉ còn lại một mình ta gánh vác. Bà mẫu nằm liệt trên giường bệnh, thấy ta quá vất vả, bèn miễn cho ta phải thỉnh an hàng ngày. Thật sự là vất vả cho con rồi. Một buổi trưa nọ, ra mẫu nắm tay ta, thở dài than ngắn. Đợi đến khi Hoành Nhi về phủ, ta nhất định sẽ khuyên bảo nó thật tốt đã có ra thất rồi còn suốt ngày bám theo một nữ tử ra thể thống gì ta cúi đầu vâng dạ nhưng trong lòng chẳng có chút gợn sóng nào phu quân không về càng tốt hắn theo đuổi của hắn ta hưởng lạc của ta sau khi biểu tỷ hồi kinh phu quân ta rất ít khi về nhà ta nhàn rỗi buồn chán bèn nuôi một ngoại thất ở phố nam ngoại thất là một cử nhân nghèo lên kinh ứng thí gia cảnh bần hàn nhưng dung mạo lại vô cùng tuấn tú ta vừa nhìn thấy đã thích bèn bịa ra thân phận là thê tử của một thương nhân giàu có mượn danh nghĩa giúp đỡ để quyến rũ hắn đầu tiên là tặng sách sau đó là tặng giấy mực rồi thì ba ngày luận bàn thi ca dưới trăng tâm sự cuối cùng đi đi lại lại liền lên giường cử nhân kia vì lễ giáo thế tục còn nhiều e ngại nhưng ta khóc lóc làm nũng đi đi lại lại hắn cũng chiều theo ta thuê một căn nhà ở phố Nam, một là cho hắn ở. Hai là, cũng tiện cho ta đêm đêm đến đó, gặp riêng với hắn. Dần dần, cử nhân kia hình như động lòng thật. Mỗi tối sau khi xong chuyện, hắn đều đun nước nóng, tỉ mỉ lau người cho ta. Sáng sớm thức dậy, hắn cầm bút, tỉ mỉ vẽ mày cho ta. Thỉnh thoảng ta nói chuyện với hắn về người phu quân không về nhà của ta, hắn liền nắm chặt tay ta, nghiêm túc hứa hẹn. Chờ sau khi ta để tên bảng vàng, sẽ đi gặp phu quân của nàng để hắn cho nàng hòa ly. Hắn đã không yêu nàng, hà tất phải kéo dài cả đời. Nàng yên tâm, đợi nàng được tự do, ta lập tức tam thư lục lễ, cưới nàng về. Nhìn ánh mắt chân thành của hắn, ta không khỏi dùng mình. Đàn ông trên đời nói đến những chuyện tình cảm này đều giống như phu quân của ta, lửa cháy nhà ngoài, không thể dập tắt. Ta phải nhanh chóng thoát thân. Lý do cũng có sẵn, phu quân của ta đã hồi tâm chuyển ý hồi tâm chuyển ý đáng giá ngàn vàng. Hắn đã hồi tâm chuyển ý, ta là chính thất phu nhân của hắn, đương nhiên phải sống tốt với hắn. Hôm nay là lần cuối cùng ta gặp cử nhân kia. Nói xong những lời này, ta lại giả vờ không nỡ, vuốt ve gương mặt cử nhân, nói với hắn rằng ta đã thuê căn nhà này đến nửa năm sau, để hắn yên tâm đi thi. Sắc mặt cử nhân rất khó coi. Nhưng dù hắn có khóc lóc hay làm ẩm ý, ta cũng đã quyết định. Đêm đó, cử nhân kia hành động thô lỗ hơn hẳn. Nửa đêm, ta mang một thân mình bầm dập trở về phủ hầu. Vừa tắm rửa xong nằm xuống, bên ngoài có người truyền tin, nói hầu ra đã về phủ. Ngay sau đó, phu quân say khướt, mang theo mùi rượu nồng nặc, xông vào phòng ta. Nhìn ta, hắn chớp chớp mắt, vậy mà lại đỏ hoe mắt. Nguyệt Nhi nàng nói, nàng nói, nàng nói ta đã thành thân thì hãy sống tốt với nàng. Nguyệt Nhi chính là biểu tỷ của ta, tên đầy đủ là Liễu Như Nguyệt. Bất cứ lời nào nàng ta nói, phu quân ta đều răm rắp nghe theo. Dù là nàng để hắn cùng nữ tử khác cử án tề mi. Ta im lặng nhìn phu quân ở rượu một cái, đi về phía ta. Một bước, hai bước, ẩm. Hắn say khướt ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Ta thở dài, kéo phu quân lên giường, tắt đèn đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, phu quân nhìn thấy hai ta quần áo sộc sệch, Tưởng rằng chúng ta đã động phòng vào đêm qua. Một tháng sau, ta được chẩn đoán có thai, phu quân tưởng là hài tử của hắn. Sau khi phu quân hồi tâm chuyển ý, ta dưỡng thai nửa năm trong hầu phủ. Nửa năm này, ta ở ẩn nhưng vẫn nghe được không ít chuyện lớn. Chuyện lớn nhất chính là Đông cung mới được lập. Hoàng đế đương triều không có nhi tử, chỉ có một công chúa, còn yểu mệnh từ sớm. Những năm gần đây, sức khỏe của hoàng đế không tốt, Cuộc chiến tranh giành ngôi vị ngày càng gay gắt, biết bao thân vương tông thất đều đấu đá nhau như gà trọi. Kết quả là năm nay trong kỳ điện thí, hoàng đế đã nhận lại được thái tử lưu lạc nơi dân gian. Thái tử chính là cử nhân lên kinh ứng thí năm nay. Nghe nói người kia giống hệt hoàng đế. Trong kỳ điện thí, hoàng đế đã sững sờ ngay tại chỗ. Sau khi hỏi kỹ quê quán và tuổi tác của cử nhân, ông đã khóc nước nở ngay tại chỗ. Hóa ra. 20 năm trước khi hoàng đế Tuần Du phương Nam đã từng sủng hạnh một nữ tử dân gian. Hoàng đế không tiết lộ thân phận, chỉ để lại tín vật, hứa sẽ sớm đón nàng về kinh. Sau khi trở về cung thì quên mất. Nữ tử đó đã hoài thai, vừa sợ vừa lo, lại bị phụ huynh đuổi ra khỏi nhà. Nhưng cái gọi là vì làm mẹ thì mạnh mẽ, nàng một mình sinh hài tử rồi nuôi nấng lớn. Đứa bé kia cũng rất có trí khí, từ nhỏ đã chăm chỉ học hành, tuổi còn trẻ đã đỗ cử nhân sau khi mẫu thân qua đời hắn cầm tín vật đến kinh thành nhận họ hàng muốn hoàn thành di nguyện cuối cùng của mẫu thân hắn và hoàng đế giống nhau đến mức khó tin giống đến nỗi hoàng đế nhìn thấy mặt hắn lập tức nhận ra sau khi phụ tử nhận nhau hoàng đế lập tức lập thái tử giống như đã giải quyết được tâm sự nhiều năm ngay sau khi lập thái tử bệnh tình của ông trở nên trầm trọng chưa đầy một tháng đã qua đời thái tử trở thành hoàng đế khi ta và phu quân vào cung bái kiến tân đế, ta đã mang thai 6 tháng. Mấy tháng nay, phu quân dường như thực sự đã hồi tâm chuyển ý, đối với ta hết mực tận tụy. Trên xe ngựa vào cung, hắn nắm tay ta, thở dài. Bệ hạ hiện tại cái gì cũng tốt, chỉ có hậu cung trống rỗng. Hắn lại không chịu tuyển tú, nói rằng đã từng thành thân ở dân gian. Mặc dù hiện tại đã thất lạc phu nhân nhưng sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm được người, lập làm hoàng hậu. Không giống tiên đế vị này lại là người si tình ta nghe phu quân than thở ngoan ngoãn nép vào lòng hắn trong lòng lại thấy buồn cười si tình trên đời này làm gì có nam nhân si tình chỉ là nữ nhân từng bước tính toán tính toán đến mức đối phương không thể thoát khỏi lòng bàn tay mình mà thôi như phu quân của ta trước kia si mê biểu tỷ nhiều năm giờ thì sao chẳng phải cũng quên rồi sao xe ngựa tiến vào cung ta và phu quân cùng nhau đến ngự thư phòng bái kiến thần cùng thê tử tham kiến bệ hạ. Miễn lễ, bình thân. Bên cạnh án thư, bóng người màu vàng nhạt 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 nói. Giọng nói này sao có chút quen tai. Ta từ từ ngẩng đầu lên, liền thấy ngoại thất của ta ngồi trên long ỉ, cười như không cười. Nhìn đôi mày đôi mắt quen thuộc kia, ta kinh ngạc. Cử nhân, bệ hạ, đăng cơ. Những từ ngữ hỗn loạn lúc này nhanh chóng đan xen vào nhau, tạo thành một sự thật khiến ta kinh ngạc ngoại thất bị ta bỏ rơi nửa năm trước, chính là tân đế hiện tại. Hầu gia và hầu phu nhân quả thực là phu thê tình thâm. Cũng thật khéo, dung mạo của hầu phu nhân lại giống hệt chính thê của chấm. Không biết hầu phu nhân đã mang thai bao lâu rồi. Câu hỏi này của hắn không có gì bất ngờ nhưng ta lại đổ mồ hôi lạnh. Nhưng phu quân ta lại không hề hay biết. Thưa bệ hạ, đã hơn 6 tháng. Trên long ỉ, hoàng đế hơi nhướng mày, ánh mắt tối sầm lại sau tháng rồi sao? Trong tay ta, câu nói này của hoàng đế ẩn chứa thâm ý. Nhưng trong tay phu quân ta, lại không có gì kỳ lạ. Hoàng đế tùy tiện hỏi gì, hắn cũng cung kính trả lời, không nhận ra vấn đề gì. Nói chuyện một hồi, đã gần trưa. Hoàng đế xem giờ, liền giữ chúng ta ở lại cung dùng bữa trưa. Phu quân đương nhiên tuân lệnh. Mà cái gọi là phụ sướng phu tùy, cho dù trong lòng ta có ngàn vạn lần không muốn, cũng chỉ có thể nghe theo. May mắn thay, hoàng đế không dùng bữa cùng chúng ta. Ta và phu quân ngồi ở thiên điện, dưới sự hầu hạ của cung nhân mà nhập tọa. Nhìn từng món ăn ngon được bưng lên, lòng ta lại run lên. Từ canh nóng đến rau xào, từ đồ ăn nhẹ đến đồ ngọt, vậy mà món nào cũng là món ta thích ăn. Nàng mang thai nên ăn uống không ngon miệng, ăn nhiều vào. Phu quân không hề hay biết, chỉ nhiệt tình gắp thức ăn cho ta. Ta cười khổ đáp lại. Ăn vào miệng, chỉ thấy nhạt như nhai sáp. Ăn gần xong, ngự tiền bỗng nhiên đến báo, nói hoàng đế mời hầu ra đến ngự thư phòng hỏi chuyện. Phu quân một mình đi, để ta một mình ở lại thiên điện, thấp thỏm không yên. Đợi ta hoàn hồn lại thì phát hiện thiên điện tĩnh lặng không một tiếng động. Không biết từ lúc nào, cung nhân đã đi sạch, chỉ còn lại một mình ta trong thiên điện. Có ai không? Ta thử hỏi một câu. Không có ai trả lời. Ta ngồi trong điện, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát vô thức ôm lấy bụng không cần nghĩ chắc chắn là hoàng đế chỉ thị trước kia hắn chỉ là một cử nhân nghèo khi ta giả làm vợ thương gia tiếp cận hắn tên tuổi thân phận đều là giả hiện tại hắn đã trở thành hoàng đế cha gia thân phận của ta dễ như trở bàn tay mà một khi phát hiện ra ta là ai hắn sẽ biết ta vẫn luôn lừa dối hắn tất cả đàn ông trên đời đều như nhau hắn có thể để mặc ngươi kiêu căng tuy hứng nhưng lại không thể chịu đựng được ngươi đùa dỡn hắn trong lòng bàn tay một khi phát hiện ra lòng tự tôn của hắn tan vỡ không ai biết hắn sẽ tiếp tục làm ra chuyện gì hiện tại ta chỉ có thể cầu nguyện rằng vì ta đã từng giúp đỡ cho hắn hắn đừng trả thù quá tàn nhẫn chỉ cần còn sống ta vẫn còn cơ hội vùng vẫy hầu phu nhân thật nhàn nhã một bóng người màu vàng nhạt từ ngoài cửa đi vào ta vội vàng đứng dậy hành lễ thần phụ thăm kiến bệ hạ. Từng bước từng bước, bóng người đó chậm rãi tiến lại gần. Cuối cùng, dừng lại trước mặt ta. Ta duy trì tư thế khom lưng cúi đầu, không nhúc nhích. Đến khi chân tê mỏi, thân thể hơi run rẩy, mới nghe hoàng đế nhà nhạt nói một câu, "Ngồi đi." Ta thở phào nhẹ nhõm. "Tạ bệ hạ." Hoàng đế ngồi trên chủ tọa, sắc mặt khó đoán. Còn ta ngồi một bên, lưng thẳng tắp, hai chân khép lại, ngồi nghiêm chỉnh nửa năm trước trong ngôi nhà ở phố nam đó ta vẫn luôn dựa vào giường thoải mái nhìn hắn đọc sách dưới ánh nắng mặt trời chưa đến nửa năm những tình yêu trắng trợn kia cũng đã hoàn toàn thay đổi ta cúi đầu nhìn đôi tay hơi nắm chặt thành nắm đấm đột nhiên có một sự không cam lòng rất nhạt nhòa trào ra từ cổ họng sau đó bị lý trí của ta lập tức đè nén xuống chúng ta cứ ngồi như vậy im lặng rất lâu ngay khi ta cho rằng cuộc gặp gỡ này sẽ kết thúc trong im lặng hoàng đế đột nhiên lên tiếng hầu phu nhân và phu quân quả thật là tình thâm nghĩa trọng. Tạ bệ hạ khen ngợi. Hiện tại nhìn lại, hầu phu nhân và vị hoàng hậu của chấm quả thật càng nhìn càng giống, như thể là một người vậy. Thần phụ không dám nhận. Hoàng đế hỏi, ta liền cố ý nói sang chuyện khác để qua loa cho xong. Cuối cùng, hoàng đế không nhịn được nữa. Liễu như uyển. Hắn xông tới, dùng tay bóp cầm ta, ép ta ngẩng đầu nhìn thẳng hắn nàng đối với chấm có chút chân tình nào không? Ta ngẩn ra. Đây là có ý gì? Lời này hỏi được, như thể, như thể hắn đối với ta thật sự là tình sâu nghĩa nặng vậy. Thấy ta không trả lời, hoàng đế dường như càng tức giận hơn. Chấm chỉ hỏi nàng một câu, nàng phải thành thật trả lời chấm. Nếu để chấm phát hiện ra nàng nói dối, chấm nhất định sẽ trị nàng tội khi quân, liên lụy đến cả hầu phủ hắn hung dữ nhìn ta nhưng sâu trong đáy mắt lại như có thêm vài phần cầu xin nàng mang trong bụng đứa con của ai trên đường về nhà phu quân ôm lấy ta kể cho ta nghe chuyện vừa xảy ra vừa rồi ta đợi ở ngự thư phòng gần nửa canh giờ bệ hạ vẫn không xuất hiện cuối cùng cũng đợi được người đến vừa mở miệng liền bảo ta giúp hắn tìm hoàng hậu tìm thì tìm nhưng ngay cả tên họ quê quán cũng không cho ta bệ hạ chỉ nói hoàng hậu của hắn rất giống nàng bảo ta dựa theo dáng vẻ của nàng mà tìm, còn nói, ngài chỉ cần vừa nhìn thấy người là biết ngay. Uyển Uyển, nàng nói xem, có phải nhà nàng có một người tỉ muội rất giống nàng không? Lòng ta run lên. Môi hơi sưng, ta đang dùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa. Nghe vậy, ta lập tức bỏ ngón tay xuống. Phu quân nói đùa, nhà ta nào có tỉ muội nào rất giống ta. Nhà ta chỉ có một ca ca, một đệ đệ. Trong số họ hàng cũng chỉ có biểu tỷ là nữ hài, Sao có thể giống ta được? Nhắc lại biểu tỷ, sắc mặt phu quân không hề gợn sóng. Hắn nghĩ đến dung mạo của biểu tỷ, lại nhìn ta một chút, cười lắc đầu, quả thật không giống. Ai, việc này của ta phải bắt đầu từ đâu đây? Thấy đã thành công chuyển chủ đề, ta mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi ở thiên điện, sau khi hoàng đế hỏi câu đó, ta liền bắt đầu khóc. Khóc đến nỗi thở không ra hơi, trời đất tối tăm. Thấy ta khóc như vậy, hoàng đế cũng không tiện hỏi nữa, chỉ ôm ta an ủi. An ủi đến cuối cùng, hắn cũng không hỏi ta đứa trẻ này có phải của hắn không. Tuy nhiên, với sự hiểu biết của ta về hắn, hắn hẳn là cho rằng ta đã chấp nhận rồi. Ta và phu quân vừa về phủ, liền nhận được thánh chỉ. Trên thánh chỉ nói, tạ hầu nhân phẩm tài cán đều tốt, tạ hầu phu nhân nhu thuận cung kính. Đặc ban thưởng trăm lượng hoàng kim, phái phu quân đi giang chết tuần tra muối, nửa tháng sau lên đường ngoài ra còn phong ta làm nhị phẩm cáo mệnh phu nhân phải biết rằng tuần tra muối là một chức vụ béo bở đang vào thời thái bình thịnh thế đây là chức vụ mà biết bao trọng thần quý tộc cầu còn không được vậy mà lại đột nhiên rơi xuống đầu phu quân nội quan truyền chỉ thái độ cung kính hỏi gì cũng không nói phu quân suy nghĩ cả nửa đêm cuối cùng chỉ có thể quy công cho việc di tình bệ hạ đại khái là quá nhớ nhung hoàng hậu của hắn cho nên khi gặp được ta có dung mạo giống như vậy hắn liền có chút hào cảm vừa khéo quê nhà của hoàng đế cũng ở giang chiết phu quân quyết định đến đó dò hỏi tung tích thê tử của hoàng đế ta cúi đầu thuận mắt không trả lời dù sao thì đây cũng là chuyện tốt những năm gần đây thân thể bà mẫu không tốt luôn nằm liệt trên giường bệnh nhưng khi nghe được tin vui lớn như vậy của hầu phủ bệnh tình của bà ấy lập tức tốt hơn nhiều chỉ mấy ngày sau Thậm chí bà ấy đã có thể xuống giường đi lại. Hầu phủ vốn vắng tanh, bỗng chốc trở nên đắt giá. Trước kia, biểu tỷ đã dứt khoát từ chối phu quân. Nhưng bây giờ thấy phu quân khôi phục, vậy mà lại liên tục chạy đến hầu phủ mấy ngày liền. Mặc dù lần nào nàng ta cũng đều lấy cớ là đến thăm ta nhưng ta biết, nàng ta lấy cớ gặp ta để muốn gặp phu quân của ta. Chỉ tiếc là, phu quân đã sớm không còn để ý đến nàng ta nữa, lần nào cũng đều tránh không gặp. Thấy vậy, biểu tỷ càng bị kích thích lòng hiếu thắng, thề phải đoạt lại phu quân về tay mình. Ta giả vờ không biết gì, chỉ an tâm dưỡng thai. Đàn ông mà, nàng ta đã thích chơi thì cứ để nàng ta chơi đi. Ngày phu quân rời kinh, nắm tay ta mà nước mắt rưng rưng. Uyển uyển, nàng cứ yên tâm ở kinh thành dưỡng thai. Ta nhất định sẽ cố gắng trở về trước khi nàng sinh. Ta giả vờ cảm động, ngóng trông tiễn hắn cưỡi ngựa rời đi. Quay mặt đi, liền thu lại vẻ mặt. Vừa mới ngồi xuống uống một chén trà thì có hạ nhân đến báo, nói sau khi phu quân rời kinh bằng xe ngựa, biểu tỷ cũng ngồi một chiếc xe ngựa, đuổi theo phu quân ra khỏi kinh thành. Ta hiểu ý mà nhướng mày. Chuyến đi này của phu quân có việc phải bận rồi. Vừa khéo, hắn bận việc của hắn, ta bận việc của ta. Quả nhiên, tối hôm đó, có người đột nhập vào phòng ta. Đừng kêu, hoàng đế bịt miệng ta. Là chẫm, uyển uyển sau khi nhìn rõ người đến, ta chớp mắt, lại là nước mắt lưng tròng. Hoàng đế lập tức luống cuống tay chân. Nàng, nàng đừng khóc. Hắn ôm ta vào lòng, chán áp vào chán ta. Ta thuận thế cắn một cái vào vai hắn. Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng rên khẽ nhưng sau đó lại là một trận cười nhẹ. Hả giận chưa? Hắn hỏi. Mặt ta ửng hồng, giả vờ thẹn thùng cắn vào cằm hắn. Trong phòng nến cháy lờ mờ, Sống mũi hắn cao thẳng thon dài, môi hơi mỏng, đỏ tươi quyến rũ. Ta không nhịn được mà nhìn đến ngây người, thật giống, giống hệt ánh trăng sáng của ta. Hậu cung của đương kim thánh thượng trống rỗng, các triều thần vẫn luôn khuyên hắn nạp thêm phi tần, sớm ngày nối dõi tông đường. Nhưng hoàng đế lại lấy cớ tình thâm nghĩa trọng với nguyên phối, kiên quyết không chịu tuyển tú. Triều đình bàn tán xôn xao, cuối cùng lại đều bị hoàng thái hậu trấn an. Bà nói: hoàng đế còn trẻ khỏe, chuyện con cái không vội. Những đại thần trong triều giữ kỳ vì chuyện này mà cãi nhau không dứt, không bằng nghĩ cách tìm lại hoàng hậu. Mẫu hậu tính tình khoan hòa, lại không tham luyến quyền thế. Thấy chấm xử lý quốc sự có đầu có đuôi không lộn xộn, bà ấy liền bắt đầu buông quyền. Đêm khuya, hoàng đế và ta nằm trên giường, dịu dàng an ủi ta. Yên tâm, uyển uyển, chấm nhất định sẽ giúp nàng về cung một cách long trọng, trở thành hoàng hậu của chấm ta tựa đầu vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập như sấm của hắn. Nhưng dưới tiếng tim đập của hắn, nhịp tim ta lại trở nên đặc biệt chậm rãi, dài lâu. Ta không yêu phu quân của ta nhưng ta cũng không yêu hoàng đế. Nếu không yêu ai cả, vậy thì trở thành hoàng hậu dường như cũng rất tốt. Nếu thực sự trở thành hoàng hậu, ta có thể làm được rất nhiều chuyện mà trước đây không làm được. Bụng ta ngày một lớn. Hoàng đế mượn cớ phu quân không ở kinh thành, phái thái y thường trú tại hầu phủ lấy lý do là chăm sóc thân thể bà mẫu và ta sau khi thái y đến bà đỡ nha hoàn vú nuôi năm năm đều được hắn sắp xếp ổn thỏa ta không cần phải lo lắng chút nào bà mẫu không nghi ngờ gì cả chỉ cảm thán hoàng ân hạo đáng chỉ trong một hai tháng này tin đồn về biểu tỷ và phu quân lại lần lượt truyền vào kinh thành nào là biểu tỷ gặp nạn phu quân anh hùng cứu mỹ nhân nào là phu quân tuần tra muối gặp trở ngại biểu tỷ bày mưu tính kế giúp đỡ rất nhiều rất nhiều ta thờ ơ lắng nghe đột nhiên nghe thấy hạ nhân nói một câu phía đông bình hồ có một kỹ viện chui biểu tiểu thư đã cứu một nữ hài trốn thoát dừng lại ta ngẩng đầu lên chuyện này là thế nào đó là loại kỹ viện không có quan phủ bên trong đa số là những cô gái lương thiện bị bán lớn nhất cũng chỉ mười mấy tuổi hạ nhân đáp trong số đó có một cô gái không chịu nhục nhã đã trốn thoát vừa khéo được biểu tiểu thư nhặt được. Nghe nói khi nhìn thấy cô gái đó, trên người cô ấy không còn một chỗ nào lành lặn. Ánh mắt ta tối sầm lại. Các ngươi hãy âm thầm theo dõi, khi thích hợp thì giúp đỡ nàng ấy một chút. Ta nói, vâng. Hạ nhân báo cáo xong rồi rời đi, ta được nha hoàn dìu nằm lên giường, hai mắt đờ đẫn, chỉ nhìn chằm chằm vào cây xanh bên ngoài cửa sổ. Mười mấy năm trước, Kinh Thành cũng có rất nhiều kỹ viện chui. Nhưng mười năm trước, có một người bất chấp mọi lời phản đối, đề xuất luật nghiêm khắc để xóa sổ những nơi này. Kẻ vi phạm sẽ bị chém đầu, những cô gái bị hại cũng được sắp xếp ổn thỏa. Sau đó, Kinh Thành không còn loại nơi này nữa. Người đề xuất luật nghiêm khắc đó chính là ánh trăng sáng của ta. Ngày ta sinh nở, phu quân vẫn chưa thể trở về. Hoàng đế đương nhiên cũng sẽ không đến trước mặt mọi người. Đây là lần đầu tiên ta sinh nở, quá trình có chút khó khăn. Thái y liên tục bảo ta dặn, ta đau đến toàn thân run rẩy nhưng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, ý thức cũng dần dần tiêu tan. Bà mẫu ở bên ngoài sốt ruột dậm chân, cuối cùng xông vào phòng sinh, đôi mắt đỏ hoe nắm lấy tay ta. Uyển Nhi, đừng sợ. Mẹ ở đây, con tỉnh lại đi, đừng ngủ. Từ nhỏ ta đã không có mẫu thân. Lời nói của bà mẫu như một liều thuốc trợ tim, truyền vào trong đầu óc ta. Cuối cùng, theo tiếng khóc của trẻ sơ sinh, Đứa con của ta đã chào đời. Chúc mừng hầu phu nhân, sinh được thiên kim. Tốt, tốt, tốt. Bà mẫu cười không nói nên lời, một bên nắm tay ta, một bên chỉ huy hạ nhân chăm sóc đứa trẻ. Ta mơ màng ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng, dường như nghe thấy nói là cung lý phái người đến, ban thưởng rất nhiều vàng bạc châu báu. Bà mẫu nói ta thân thể không khỏe, thay ta tạ ơn. Hoàng đế nhân lúc đêm khuya không người lại trèo tường vào phòng ngủ của ta lúc đó ta đang ngủ đứa trẻ nằm trong nôi ở bên cạnh hoàng đế nhìn đứa trẻ vừa mừng vừa luống cuống tay chân ta vừa tỉnh dậy vừa khéo nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của hắn khi lần đầu làm cha suýt nữa thì bật cười hoàng đế thấy ta tỉnh vội vàng đến bên giường ta thân thể có sao không hắn đỡ ta dậy nhẹ giọng hỏi bệ hạ yên tâm ta cười trấn an hắn bệ hạ đã đến rồi hay là đặt tên cho đứa trẻ rồi hãy đi. Chấm trước đây cũng đã nghĩ rất nhiều cái nhưng đều không thấy ưng ý, hắn nhíu mày, không vội, đợi thân thể nàng khỏe hơn rồi, chúng ta cùng nghĩ. Nàng yên tâm, Chấm đã nghĩ ra cách rồi, đợi Vĩnh Xương hầu hồi kinh, sẽ sắp xếp cho các người hòa ly. Yên tâm, Uyển Uyển, Chấm nhất định sẽ rước nàng về cung một cách long trọng, trở thành hoàng hậu của Chấm. Hoàng đế định ngả bài với phu quân. Sau đó lại tìm một vị đại thần tâm phúc nhận ta làm con gái, sau đó tuyên bố ta đã thành thân với hắn khi dưỡng bệnh ở Giang Tô, sau đó muốn đưa hắn về kinh bái kiến phụ mẫu thì bị thất lạc nhau khi đang mang thai. Điểm khó khăn trong đó là phu quân có thể sẽ không hòa ly một cách dễ dàng. Nhưng chúng ta đều không ngờ rằng, phu quân vừa hồi kinh đã chuẩn bị hòa ly với ta. Hắn về phủ, trước tiên là đi thăm bà mẫu, sau đó lại đến thăm ta. Vừa nhìn thấy ta, hắn đã đề nghị hòa ly đêm đó ta và nguyệt nhi lạc đến vùng hoang vu lại gặp mưa chúng ta bất cần nên vài ngày trước đại phu nói nguyệt nhi đã mang thai một tháng nguyệt nhi nói nàng ấy không làm thiếp nàng yên tâm đứa trẻ do ta nuôi về mặt tài vật nàng cũng không cần lo lắng muốn gì thì cứ lấy chỉ cần ta có chỉ cần nàng đồng ý hòa ly nàng muốn gì cũng được ta im lặng nhìn người đàn ông trước mặt ta đột nhiên nhớ đến năm xưa khi chưa xuất giá, hầu phủ đột nhiên đến cửa, nói là muốn cho thế tử làm mai. Ta từ nhỏ đã mất mẹ, cha ta tái hôn, rất nhanh sau đó đã sinh ra đệ đệ muội muội. Phụ thân đối ta chỉ có tình cảm ngoài mặt, mẹ kế lại luôn lạnh nhạt với ta, đương nhiên ta cũng không hy vọng họ để tâm đến chuyện hôn sự của ta. Sau khi cân nhắc lợi hại, ta đã sảng khoái đồng ý cuộc hôn nhân này. Lúc đó, ta đã nhìn thấu phu quân. Người này, nhu nhược vô năng, không chịu nổi cám dỗ. Lại tai mềm, nhớ tình cũ. Biểu tỷ ngoắc ngoắc ngón tay, hắn liền như con chó săn vẫy đuôi liếm lên. Còn ta ngày đêm bầu bạn, hắn lại thấy có một người vợ hiền cũng không tệ. May mà hắn sinh ra trong hầu phủ, lại là đích trưởng tử. Cho dù không có cơ hội lớn gì, cả đời cũng chỉ là một vĩnh xương hầu vô tích sự. Lúc đó ta chọn hắn, chính là vì hắn nhu nhược. Nghĩ như vậy, hắn đối với biểu tỷ mềm lòng cũng không có gì lạ. Bà mẫu biết chuyện này không?" ta hỏi. Phu quân ngượng ngùng lắc đầu. "Muốn để ta đi nói?" ta lại hỏi. Trong ánh mắt lo lắng của phu quân, ta thở dài. "Ta đồng ý hòa ly, cũng có thể đi nói với bà mẫu." ta nói, "nhưng ta muốn gặp riêng biểu tỷ một lần." Biểu tỷ đến hầu phủ. Vừa nhìn thấy ta, nàng có vẻ hơi ngượng ngùng. "Uyển muội muội?" ta à. Trong mắt nàng ta đầy vẻ hối hận và tiếc nuối. Đúng rồi, ta yên tâm rồi. Biểu tỷ của ta, từ nhỏ đã mạnh mẽ và xuất chúng. Những năm này, nàng không bàn chuyện hôn sự nhưng lại khiến nhiều nam tử ở kinh thành mê mẩn. Có người khen nàng tài sắc vẹn toàn, cũng có người bàn tán nàng không tuân thủ phụ đạo. Nhưng chỉ có ta, người biểu muội khá thân thiết này mới hiểu rõ, biểu tỷ chỉ là thích thú với cảm giác được theo đuổi và cướp đoạt giống như lúc trước nàng ta nói với phu quân rằng hãy quay về bên ta cho dù vợ chồng các ngươi hòa thuận thì thế nào những gì ngươi có được đều là do ta bố thí nàng ta vô cùng thích thú với cảm giác này hơn nữa biểu tỷ luôn kiêu ngạo trước đây nàng ta để mắt đến hai vị vương gia có nhiều triển vọng nhất để lên ngôi nhưng sau khi tân hoàng đăng cơ địa vị của hai vị vương gia đó đã giảm sút thảm hại ngược lại phu quân của ta đột nhiên được hoàng đế trọng dụng có triển vọng trở thành tân quý trên chiều đường, biểu tỷ mới lại nhớ ra còn có một người như vậy. Tuy nhiên, cho dù biểu tỷ để mắt đến phu quân của ta, nàng ta cũng không thể dễ dàng trao thân cho hắn. Lần này ầm ý như vậy, rõ ràng là không cẩn thận lật xe. Đừng sợ, ta đã đồng ý hòa ly rồi. Ta nói, ta mời tỷ đến, chỉ muốn hỏi một chuyện. Quán kỹ viện ở phía đông Bình Hồ, tỷ xử lý thế nào rồi? Nghe vậy, biểu tỷ sừng sốt quán kỹ viện ở phía đông bình hồ nàng ta kinh hãi kêu lên ngươi mời ta đến vậy mà không muốn hỏi thăm phu quân của ngươi chỉ là một người đàn ông thôi tỷ muốn ta cho tỷ là được ta không để tâm quán kỹ viện đó thì sao tỷ đã làm đến đâu rồi những cô gái đó thế nào rồi biểu tỷ nhìn ta hồi lâu cuối cùng chậm rãi cụp mắt xuống ta không cứu được bọn họ thế lực đứng sau quán kỹ viện đó là những cường hào địa phương ở giang tô nhiều trọng thần đều liên quan đến. Ta đã nghĩ đủ mọi cách nhưng đều vô dụng, chỉ có thể đưa Sương Nhi về kinh trước, rồi tính tiếp. Biểu tỷ kể tỉ mỉ cho ta nghe những gì nàng thấy ở Bình Hồ. Người đứng sau quán kỹ viện là ai, những thế lực liên quan là ai. Mặc dù nàng ta chỉ như ve sầu dung cây nhưng đã cố gắng hết sức. Ta biết rồi, ta cẩn thận ghi nhớ những cái tên đó, tỷ đã làm rất tốt rồi, sau này ta sẽ nghĩ cách khác. Tỷ yên tâm, ta đồng ý hòa ly. Biểu tỷ ngây người nhìn ta. Nàng, nàng không trách ta sao? Mãi một lúc sau, nàng ta mới không tin hỏi, ta cười, ta không trách tỷ. Có người từng nói với ta rằng, thế đạo này, nữ tử đã rất khó khăn rồi, chúng ta là nữ tử thì đừng nên làm khó nhau. Nếu có một nam tử si tình một phụ nhân đã có chồng, nguyện ý đợi phụ nhân đó hòa ly rồi mới cưới, chỉ sợ người đời sẽ ca ngợi tình si của hắn. Dựa vào đâu mà nam tử làm vậy là si tình? còn nữ tử thì phải chịu muôn người trừ rủa. Nếu ta muốn trách tỷ, cũng phải đợi đến ngày nam tử cũng bị muôn người trừ rủa, rồi cùng nhau chửi. So với những điều này, nếu tỷ khuất phục trước quyền thế, từ bỏ những cô gái đó, ta mới trách tỷ. Ta và bà mẫu đi bàn bạc chuyện hòa ly. Bà mẫu vừa nghe đã vội vàng, cô chống chọi với bệnh tật xuống giường, dùng gia pháp đánh phu quân kêu la thảm thiết. Phu quân bị đánh đến bất tỉnh nhân sự. Bà mẫu tức giận đến mức vỗ ngực, uyển uyển con yên tâm chỉ cần bà còn sống một ngày sẽ không ai có thể đuổi con ra khỏi nhà cái gì mà nguyệt nhi muốn gả vào hầu phủ sao được bây giờ bà sẽ đi nói với nó gả vào đây có thể nhưng chỉ có thể làm thiếp ta xem nhà nó có mất mặt không mẫu thân ta kéo tay áo bà những chuyện này con đều đã bàn bạc với phu quân rồi con cũng đồng ý cả rồi đã đồng ý thì sao đã đồng ý thì bà mẫu đột nhiên phản ứng lại trong nháy mắt nghẹn họng con đã đồng ý rồi sao bà không tin hỏi ta gật gật đầu bà mẫu nhìn ta hồi lâu đột nhiên đuổi hết người hầu ra ngoài kéo ta ngồi xuống bây giờ không có ai khác con không cần sợ có chuyện gì cứ nói với mẫu thân mẫu thân sẽ làm chủ cho con ta vừa buồn cười vừa bất lực đành phải nói đi nói lại rằng ta tự nguyện cho dù con cố chấp không hợp ly để liễu như nguyệt làm thiếp thì sao chứ ta nói chẳng lẽ con phải đấu với nàng ta cả đời trong tòa đại trạch này sao? Ngài và công phụ đấu với những thiếp thất đó cả đời, hẳn là hiểu rõ điều này thống khổ đến mức nào. Bà mẫu im lặng, chỉ nắm tay ta rồi lại buông ra. Công phụ thời trẻ đa tình, hậu viện có một đám thiếp thất, con thứ nữ cũng có vài người, bà mẫu ngày nào cũng phải hao tâm tổn trí. Đến khi về già, công phụ mới tu tâm dưỡng tính, bà mẫu mới được sống mấy ngày an ổn. Nhưng cả đời này cũng chỉ trôi qua như vậy. Bệ hạ, người ấy có hứa sẽ cho con một danh phận không?" Bà đột nhiên hỏi. Lần này, đến lượt ta kinh ngạc. Sao mẫu thân biết? Bà mẫu vỗ tay ta, dù sao ta cũng quản lý cả nhà nhiều năm như vậy, bệ hạ đêm nào cũng trèo tường, ta sao có thể không biết. Ta có chút không thể tin được, mẫu thân không trách con làm bẩn danh tiếng hầu phủ sao?" Bà mẫu thở dài. Những năm này hồng nhi thế nào ta đều rõ con yên tâm, ta không có ý trách con. Tình nghĩa vợ chồng, chồng trước có ân, vợ mới có nghĩa. Ta tin rằng, nếu Hồng Nhi là người đáng tin cậy, con cũng sẽ giữ gìn hầu phủ này cả đời. Dù sao ta cũng chỉ có một đứa con này, từ nhỏ nuông chiều nên mới hư hỏng như vậy. Hơn nữa, những năm này, con vẫn luôn hầu hạ ta, ta sớm đã coi con như con gái ruột rồi. Chuyện của con và đứa trẻ, bệ hạ đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Cuối cùng, bà lo lắng hỏi ta cười, rồi từ từ nắm lấy tay bà. Yên tâm, đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Sau khi Vĩnh Xương Hầu và phu nhân Hòa Ly nhanh chóng cưới ngay tài nữ nổi tiếng kinh thành, Liễu Như Nguyệt. Còn phu nhân Hầu phủ trước thì nghe nói đã giác ngộ Hồng Trần, quy y cửa Phật. Mẹ đẻ của Hầu phu nhân mất sớm, mẹ kế và phụ thân khuyên nhủ, thấy nàng đã quyết định, liền tùy nàng. Chuyện này chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ. Vài ngày sau, trong cung truyền ra một tin vui lớn hơn hoàng hậu nương nương hồi kinh. Nghe nói, hoàng hậu nương nương là đích nữ được từ tể tướng nuôi dưỡng ở quê nhà, sau khi gặp gỡ đương kim bệ hạ liền nảy sinh tình cảm, rồi thành thân. Sau khi thành thân, tiểu thư từ ra theo bệ hạ cùng tiến kinh để dự thi, bái kiến phụ mẫu nhưng không ngờ lại thất lạc trên đường. Sau khi thất lạc, tiểu từ tiểu thư phát hiện mình đã có thai, đành phải ở tạm tại trang viên gần đó. Sau khi sinh hạ đại công chúa, mới trở về kinh thành. Trong lễ phong hậu, hoàng đế nắm tay ta cùng nhau bước lên bậc thang thông thiên này nhìn xuống đám đông đen nghịt bên dưới ta đột nhiên có chút hoảng hốt trước kia nguyện vọng cả đời của áng trăng sáng của ta chính là đứng ở đây bình định thiên hạ tạo phúc cho bách tính bây giờ ta đã đứng ở đây nhưng vẫn có một điểm khác biệt ta là hoàng hậu từ uyển uyển ngày thứ hai vào cung ta đi thỉnh an thái hậu thái hậu nương nương là hoàng hậu của tiên đế từng sinh hạ một nữ nhi, chỉ tiếc là 10 năm trước đã bất ngờ qua đời. Sau khi hoàng đế đăng cơ, thái hậu buông rèm nhiếp chính. Đến khi thấy mọi chuyện đi vào quỹ đạo, bà mới dần dần buông quyền, không hỏi đến chính sự. Dù không phải là mẹ đẻ nhưng hoàng đế cũng rất tôn trọng bà. Sau khi nhìn rõ mặt ta, thái hậu có chút ngẩn người. Sao ai ra lại cảm thấy đã gặp con ở đâu rồi? Có lẽ là lúc thần thiếp còn nhỏ đã vào cung, mẫu hậu từng nhìn thấy. Ta vội vàng chuyển chủ đề. Thái hậu kéo tay ta, nhìn ta thật kỹ vài lần, cuối cùng đột nhiên cười. Mau ngồi đi. Bà nói, ai ra duyên con cái mỏng, đến lúc tuổi già cũng không có ai để nhớ thương. Tiên đế chỉ có một người con là bệ hạ hiện tại, ai ra đương nhiên coi hắn như con ruột mà đối đãi. Hôm nay nhìn thấy con, lại khiến ai ra nhớ đến nữ nhi đã mất sớm của mình. Không biết con có biết chiêu ý công chúa không? Chiêu ý công chúa, Bốn chữ này như pháo hoa, nổ tung trong đầu ta. Mười năm rồi, Kinh Thành không còn ai nhắc đến cái tên này nữa. Một người từng trói sáng như vậy, sau khi chết, lại không một tiếng động. Ta vội cúi đầu, kim nén nước mắt. Một người như chiêu ý công chúa, thần thiếp sao có thể không biết. Thái hậu nhìn ta thật sâu, rồi tự mình nói tiếp. Chiêu ý khi còn sống, đã mở một học đường dành cho nữ tử ở Kinh Thành, mời tất cả các cô gái trong độ tuổi thích hợp ở Kinh Thành cùng nhau đi học. Có một số gia đình bảo thủ nói rằng nữ tử không tài chính là Đức, không cho nữ nhi đi học. Chiêu ý liền đến từng nhà khuyên nhủ, nói rằng tất cả sách vở bút mực đều miễn phí, chỉ cần bỏ người ra là được. Một công chúa như nàng đi khuyên nhủ, còn có ai không đồng ý. Cuối cùng, học đường dành cho nữ tử đó lại có tới hơn một nghìn nữ hài. Nghe những lời của bà, nước mắt trong hốc mắt ta dần trào ra, Ngưng tụ thành giọt nước, rơi xuống thường phục của hoàng hậu. Mẹ kế vốn không muốn ta đọc nhiều sách, chỉ muốn đợi ta đến tuổi, tùy tiện tìm một nhà quan lại nơi khác gả đi. Vì vậy, nghe nói học đường dành cho nữ tử này mở ra, bà không muốn ta đi. Nhưng ai ngờ, chiêu ý công chúa lại đích thân đến tận nhà, dùng lý lẽ và tình cảm thuyết phục. Mẹ kế ta đành đồng ý. Vì vậy, ta mới có cơ hội đi học đọc chữ khi mới 6 tuổi mặc dù triều đình bàn tán xôn xao nhưng tiên đế chỉ có một nữ nhi là nàng nên cũng mặc cho nàng làm loại. ai ra nhớ kỹ học đường này mở được vài năm chiêu ý vui vẻ nói với ai ra rằng liễu gia có một cô nương tuổi còn nhỏ nhưng tài học không kém bài văn viết ra ngay cả những đại nho cũng phải khen ngợi chiêu ý còn nói nếu mở khoa thi dành cho nữ tử chắc chắn nàng sẽ đỗ đạt nghe đến đây ta không nhịn được nữa giơ tay che mặt để nước mắt lặng lẽ thấm ướt khăn tay nhưng dù ta có cố nhịn thế nào, vẫn sẽ để lộ ra một hai tiếng nước nở khe khẽ. 10 năm rồi. Chiêu ý công chúa đã mất 10 năm rồi. 10 năm trước, nàng đề xuất với tiên đế tổ chức khoa thi dành cho nữ tử, để những nữ tử có tài học cùng vào triều làm quan. Nhưng tiên đế còn chưa kịp cho phép thì nàng đã xảy ra chuyện. Chiêu ý công chúa thích cưỡi ngựa nhưng ngày hôm đó, thi thể nàng bị vứt ở ngoại ô, quan phủ cha đi cha lại, chỉ cha ra được vài tên trộm cắp. Bọn trộm cắp nói chỉ vì cướp của, không biết thân phận của nàng. Tiên đế đau đớn mất ai nữ, sau khi tức giận đã ra lệnh tiếp tục điều tra nghiêm ngặt nhưng mấy tên trộm cắp đó lại tự tử trong ngục. Vì vậy, chỉ có thể đến đây là hết. Mười năm sau đó, không còn ai nhắc đến nàng nữa. Thái hậu đuổi hết người hầu ra ngoài, ôm ta vào lòng, âu yếm vuốt ve mái tóc ta. Hai tử ngoan, đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Đến khi ta dần nín khóc, bà mới nhẹ nhàng an ủi ta. Chưa qua, ta buồn bã nói, chúng ta còn lâu mới làm được. Kỹ viện ở Đông Thành Bình Hồ đã bị bắt hết. Trong quá trình này, còn liên quan đến một đám người và việc hỗn loạn nhưng không có ngoại lệ, không ai có thể thoát được. Kỹ viện này là để phục vụ một số gia đình quan lại địa phương thích chơi đùa với ấu nữ và tiểu nam hài. Những người này ngày thường ngang ngược, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, đã chơi chết không ít mạng người địa phương không phải không có người báo quan như những người có thể làm chủ, hoặc là giữ mình, hoặc là đồng lưu hợp ô. Vài năm trôi qua, không còn ai dám nhắc đến chuyện này nữa. Lâu dần, cũng thành quen. Nhưng lần này thì khác. Một người tên là Sương Nhi đã trốn thoát, tình cơ gặp được phu nhân hầu phủ Vĩnh xương hiện tại. Phu nhân hầu phủ là người tốt bụng, đã nhận nàng làm thị nữ, trốn thoát khỏi sự truy đuổi của quán kỹ, đưa về Kinh Thành. Đến Kinh Thành, Sương Nhi đi gõ chống kêu oan. Đương Kim Hoàng hậu nương nương nghe nói đến chuyện này, vô cùng tức giận, ra lệnh điều tra nghiêm ngặt. Những kẻ cường hào địa phương vốn không để tâm, hoàng đế mới lên ngôi, phụ thân của hoàng hậu là từ tể tướng đã sớm về hưu, có thể gây ra sóng gió lớn đến mức nào. Cho đến khi bị áp giải đến đoạn đầu đài, họ mới ngớ người ra. Trong cung, khi ta đang bế công chúa đùa nghịch thì lưu phu nhân của nhà lý ngự sử đến thăm. Lưu phu nhân từ nhỏ đã thân thiết với ta, chuyện ta đổi thân phận, người khác có thể giấu được nhưng không giấu được nàng. Uống hết ba tuần trà, nàng mới thì thầm báo cáo với ta kết quả về quán kỹ. Những người liên quan, kẻ thì bị chém đầu, kẻ thì bị lưu đày. Những cô gái đó, nếu bị bắt cóc thì sẽ được cấp đủ lộ phí, đưa về nhà. Nếu không còn nơi nào để về thì địa phương sẽ xây dựng một học đường dành cho nữ tử, dạy các kỹ năng đọc chữ, may vá, cho đến khi họ được nhận nuôi hoặc xuất giá. Tiền tài trợ cho họ chủ yếu đến từ các phu nhân của các triều thần hiện nay. Lưu phu nhân của nhà Lý Ngự Sử, Tạ phu nhân của nhà Vương Thị Lang, Tiền phu nhân của nhà Chu Chi phủ, vân vân. Thời gian như trùng lặp với mười mấy năm trước. Lúc đó, Chiêu Ý công chúa phát hiện ra kỹ viện ở kinh thành, trong cơn tức giận và đau lòng, nàng đã chuẩn bị vạch trần chuyện này. Nhưng có người khuyên nàng, nói rằng nước ở đây quá sâu, thôi bỏ đi. Nhưng Chiêu Ý công chúa không nghe ta không nói, ngươi không làm, vậy còn ai đi nói, ai đi làm? Chẳng lẽ để những cô gái nhỏ tuổi bị phụ thân cùng huynh trưởng bán vào trốn lầu xanh, mang một thân bệnh tật rồi bị vứt ra đường chờ chết, để họ nói sao? Hay để những người phụ nữ không thể sinh con bị dùng bỏ, vì chồng thua bạc mà bị bán đi, cả đời chỉ biết cam chịu, để họ nói sao? Hay để những nữ tử bị cưỡng bức mất đi sự trong sạch, cuối cùng lại phải chịu tiếng xấu thay cho nam nhân, bị mang danh là dâm phụ, bị diễu phố, bị dìm xuống lồng heo, để họ nói sao. Chúng ta được học hành, biết chữ, có quyền lực, có tiền bạc. Nếu chúng ta không nói, vậy còn ai nói? Chẳng lẽ chúng ta cứ thế này, đời này qua đời khác, chết lặng nhận mệnh sao? Nàng nói những lời này, giống như mặt trời, chiếu thẳng vào đầu óc của tất cả chúng ta. Chúng ta từng thấy ánh sáng, mặc dù bây giờ mặt trời đã tắt nhưng trong lòng chúng ta đều sáng lên ánh nến. Những tia sáng yếu ớt đó như những giọt nước, hòa vào dòng sông chảy về tương lai. Giống như chiêu ý công chúa từng mô tả với chúng ta, trong tương lai xa vời của chúng ta, nữ tử cũng có thể đi học, thi khoa cử, giống như nam tử, ngẩng cao đầu giữa trời đất. Công chúa trong lòng ta e a gọi, vung tay muốn nắm lấy con hổ vải trên tay ta. Lưu phu nhân nhìn thấy rất thích, cười đến nỗi không mở được mắt. Nương nương đã đặt tên cho công chúa chưa? Bà hỏi. Đã đặt rồi. Ta cười gật đầu, gọi là Triều Dương giống như ánh bình minh của ngày mai rực rỡ trói lọi giống như hy vọng của chúng ta hoàn toàn văn nếu các bạn thấy hay hãy like video và theo dõi minh nhật tv để nghe thêm nhiều chuyện hay nữa nhé cảm ơn các bạn